Xin chào cả nhà. Kênh Hoa Lan Tiền Phượng hôm nay sẽ nói đôi nét về loài lan Đài Châu, Minh Xuân và Ngọc Liễu. Trong số hàng ngàn cái loại hoa lan ấy, là có một loại được gọi là Minh Xuân. Tại sao gọi là Minh Xuân? Thì bởi cái hoa nó nở đúng vào dịp đón xuân, là đón xuân năm mới. Lan Minh Xuân là không những đẹp mà còn đẹp hơn nữa là lại có mùi hương thoảng nhẹ. Nó nở vào những cái thời điểm là giao hòa trong cái tiết xuân sang, nên được nhiều người ưa chuộng. Minh Xuân với cái nét kiêu sa độc đáo thì cùng cái hương thơm nó là thoang thoảng, đối với những cái người mà thưởng thức được các cái mùi hương rồi màu sắc của hoa nó rất chi là đẹp. Trong hàng ngàn cái loại hoa lan ấy, Minh Xuân là một trong những loại hoa rất đẹp. Cái hương thơm của nó lại rất đặc biệt, mà hoa nó nở rất chi là đẹp. Một cái đặc biệt hơn nữa là cái hoa nở đúng vào dịp xuân, nên mà có lẽ là từ cái từ Minh Xuân này, nó là bắt nguồn từ đó. Cái từ tên của Minh Xuân đấy là nó bắt nguồn là đúng là nở hoa vào mùa xuân. Nó có nhiều cái loại màu hoa, nếu mà hàng rừng thì nó chỉ có một màu hoa trắng tím thôi các bác ạ. Thế nhưng mà cũng có một loại đột biến là hầu màu trắng thôi. Màu trắng gọi là đột biến rừng. Nhưng mà Minh Xuân thường thì là màu trắng, nó có màu trắng tinh khiết. Những điểm đốm tím ấy, đốm tím mà nhạt ở trên cái cánh hoa thì là nó ví như là những cái viên ngọc, còn gọi là ngọc điểm, còn gọi là Đài Châu. Nói chung là có những cái hình ảnh của những cái bông hoa rồi nó nở vào mùa xuân, cho nên nó có những tên là Minh Xuân, Ngọc Điểm, là nó như vậy đó các bác ạ. Với nhiều, nếu mà những cái hàng cây mô, tức là hàng của Thái đấy ạ, thì là nó có nhiều màu sắc khác nhau như màu vàng, màu trắng, màu đỏ đốm, màu bò sữa, màu hồng cánh sen, màu trắng tím, màu bò lu, màu xanh cốm, màu hồng sắc pháo, màu đỏ sắc pháo, vân vân, đều là có mùi hương thơm nhẹ nhẹ nhưng mà rất là thơm ạ. Thường thì để có một cái giò lan mà Minh Xuân đẹp, nó vừa dài, bản lá nó vừa xanh, nó xếp đều, nó khít, nhưng mà nó không bỏ lá vì là nó nguyên cơ từ lá thân, thì đòi hỏi cả một cái quá trình chăm sóc là hết sức tỉ mỉ đấy các bác. Không những tỉ mỉ mà lại còn công phu. Tùy thuộc vào cái điều kiện của mỗi gia đình ấy, mà có chế độ chăm sóc khác nhau, rồi phun tưới khác nhau. Tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo cái yêu cầu khá khắt khe, như là ẩm, nhưng mà không được ướt, thoáng nhưng không quá rộng. Thì thường là ở nhiệt độ là 26 đến 30 độ C là ok.
lan minh xuân là có thể trên ghép lan đây chân, có thể là trên thân cau, thân nhãn, thân lõa, thân vú sữa vân vân. Nên là để có những cái giò minh xuân đẹp ấy mà nở đúng Tết thì người trồng và người chơi ấy là phải có những cái bí quyết bón phân, tưới phân, phòng trừ sâu bệnh hợp lý thì là mới có được những cái giò lan đẹp, giò lan khủng. Thường thường thì lấy cái bình quân thì thường thường là cứ ngày tưới 2 lần, sáng sớm hoặc là chiều mát. Thường là tránh một cái lưu ý nhỏ với cả nhà là thường là tránh tưới lan khi trời đang quá nắng, tức là vào buổi ban trưa cũng được, cũng có thể tưới được, nhưng mà phải có kinh nghiệm thì mới tưới được, không có thể làm hỏng lan ngay. Lan nghênh xuân là không chỉ để thưởng thức ngắm nhìn hoa đâu ạ, mà chủ yếu là người chơi thì là người ta sẽ chơi ngắm nhìn, cảm nhận cái vẻ đẹp của thân và lá và rễ nữa. Thì chính vì vậy thì để có được có bộ thân, lá, rễ đẹp thì là phải bón phân và phun thuốc phòng chống sâu bệnh, nấm mốc định kỳ. Mặc dù là cái cây đai châu minh xuân nó rất khó tính, rất khó chăm, thậm chí là rất khó luôn, thì là phải người chơi nó phải cực kỳ là công phu chăm sóc, còn hơn những là người yêu, còn hơn là người yêu, người mình yêu chẳng hạn là người đang yêu, còn hơn cả con của mình nữa. Đấy, nên mà bên đây em chăm sóc những thân lá đẹp, mà làm sao để cho cái cây đai xuân, cái đai đai châu minh xuân ngọc điểm nó nở đúng vào mùa xuân, thì đấy mới là cái quan trọng cả nhà. Thì em chỉ tản mạn một chút về hoa đai châu minh xuân. Thì trong những ngày em đi làm thì có thời gian nào mà rảnh rỗi thì em sẽ làm cái video clip để chia sẻ cho cả nhà. Hôm nay thì trong những cái ngày lễ độc lập của cả nước, em đi làm thì có một chút tản mạn về những cái loài hoa, những loài lan mà cả nhà đang yêu mến. Kính chúc đại gia đình ngày mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thành đạt. Em xin cảm ơn.